từ vựng tiếng Anh về nông thôn. Nông thôn thì sẽ có town. Nông thôn á gọi là rural. Rural. Con này á là dog. Làng là village. Còn vùng đất cái này á là mud. Ayo. Còn con đường dốc này á gọi là slope. Núi là gì anh hai? Mountain. Còn khu vực miền núi là mountainous area. Ở trong núi sẽ có những cái con suối nhỏ thế này, người ta hay gọi là cái gợp, tiếng Anh là stream hay là spring. Ở miền núi người ta hay trồng cây lúa với cây keo, xen kẽ này là núi. Thì lúa là rice, còn cái cây keo này á là keo lá tràm, tiếng Anh là acacia auriculifolius. Đây. Và ở rừng có một loài động vật rất xinh đẹp đó là worm. Đố em nông dân là gì đâu? Farmer. Ooh. Và khi đi trồng keo thì mọi người sẽ mang thêm một